Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Quý vị thân mến, sau một đêm nghỉ ngơi, các chất dinh dưỡng trong cơ thể gần như được tiêu hóa hết. Vào thời điểm này, cần phải kịp thời bổ sung năng lượng cho cơ thể và do đó ăn sáng là việc quan trọng chúng ta cần phải ưu tiên hàng đầu. Một số người tuy cũng ăn sáng nhưng thường chỉ là có số lượng mà không có chất lượng. Song khoa học đã chứng minh rất rõ, việc ăn gì vào buổi sáng có thể tác động rất lớn đến sức khỏe và tinh thần của một ngày làm việc. Chẳng hạn như ăn những thức ăn nhiều chất lượng và nhiều mỡ thì sẽ khiến chúng ta cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Do đó, với bữa sáng, không thể ăn uống tùy tiện được. Theo bác sĩ Đoàn Đào, trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Thượng Hải cho biết, nếu thường xuyên ăn 7 loại thực phẩm này vào bữa sáng, không những không hấp thụ dinh dưỡng mà là đang tự làm hại dạ dày, gây tổn thương cho cơ thể. Hãy cùng Sống An Vui xem đó là những thực phẩm nào và quý vị có đang sử dụng nó cho bữa sáng của mình không nhé. Đồ ăn dù đói đến mấy cũng tuyệt đối không ăn vào buổi sáng, kẻo cả đời hối hận. Thực phẩm đầu tiên cấm kỵ không được ăn vào buổi sáng chính là dưa chua. Dưa chua là thực phẩm được rất nhiều người ưa thích. Kết hợp dưa chua với các loại thực phẩm khác tạo cảm giác ngon miệng, làm tăng sự thèm ăn, thỏa mãn vị giác. Tuy nhiên, hàm lượng nitrit trong dưa chua rất cao. Nếu bạn ăn dưa chua vào buổi sáng, nó không có lợi cho việc tiêu hóa ở dạ dày và gây ảnh hưởng cho đường tiêu hóa, đồng thời ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Nếu bạn rất thích ăn dưa chua, cần lưu ý không ăn dưa muối vẫn còn xanh, tránh ăn vào buổi sáng và ăn với số lượng vừa phải. Loại thực phẩm thứ hai có lẽ là món khoái khẩu của nhiều người, đó là thực phẩm chiên rán. Hiện nay, nhiều người vì bận công việc nên cơ bản không thể thức dậy sớm để làm bữa sáng, thường sẽ mua thực phẩm bán ở bên ngoài, ví dụ như bánh rán. Mặc dù chúng rất tiện lợi nhưng lại gây hại đối với sức khỏe. Bởi vì những thực phẩm bán ngoài đường thường chiên ở nhiệt độ cao, các chất dinh dưỡng hầu như không có. Trong quá trình chiên sẽ sản sinh ra rất nhiều chất có hại cho sức khỏe. Sau khi ăn có thể làm giảm khả năng miễn dịch, tổn thương dạ dày hay những người có thể trạng yếu rất dễ sinh bệnh. Những tín đồ hảo ngọt sẽ rất thích món này, nhưng rất tiếc, chúng lại là thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng, đó là các loại bánh mì ngọt. Nhiều người thường sẽ kết hợp bánh mì với trứng hoặc sữa, cho rằng sự kết hợp này rất hoàn hảo, nguồn dinh dưỡng cao. Sữa và trứng là nguồn dinh dưỡng thực sự cao, nhưng bánh mì thì không chắc. Do sự khác biệt trong sở thích của mỗi người, nhiều người lựa chọn bánh mì có hàm lượng đường cao, ăn thực phẩm nhiều đường vào buổi sáng thực sự không có lợi cho sức khỏe. Loại thực phẩm thứ tư nằm trong danh sách những đồ ăn không nên ăn vào bữa sáng, đó là thực phẩm có hương vị nặng. Ớt là loại gia vị phổ biến trong cuộc sống, rất nhiều người thích ăn cay trong mọi bữa ăn. Vào buổi sáng dạ dày tương đối yếu, nếu ăn thực phẩm cay sẽ kích thích dạ dày, tiết ra quá nhiều dịch tiêu hóa khiến niêm mạc dạ dày bị sung huyết và phù nề và làm tăng gánh nặng lên dạ dày. Do đó ăn các loại thực phẩm chứa gia vị cay thực sự gây tổn hại cho dạ dày, kiến nghị không ăn vào buổi sáng. Ngoài ra không nên ăn các loại quả chua vì hàm lượng axit trong các loại quả có vị chua có thể gây kích ứng lớp niêm mạc dạ dày nếu ăn vào buổi sáng. Nếu tình trạng kéo dài, nguy cơ bạn mắc chứng trào ngược axit dạ dày hoặc viêm loét dạ dày khá cao. Mọi người chỉ nên ăn các loại quả chua sau bữa sáng. Tiếp đến là một loại thực phẩm rất tiện lợi, nhưng chúng không có lợi cho sức khỏe của bạn nếu sử dụng vào bữa sáng đâu nhé. Đó chính là thức ăn nhanh. Thời gian buổi sáng rất gấp gáp, nhiều người thường không có thời gian để làm bữa sáng, thường sẽ mua các loại đồ ăn bán ngoài đường. Đặc biệt là các loại thức ăn nhanh như xúc xích, bánh mì kẹp, khoai tây chiên. Tuy nhiên, những thực phẩm này có hàm lượng chất béo và protein tương đối cao. Nhìn có vẻ rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng nếu ăn thực phẩm quá nhiều dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Bữa sáng rất quan trọng, nhưng vấn đề lựa chọn thực phẩm còn quan trọng hơn. Bữa sáng lành mạnh bao gồm ngũ cốc thô, protein, rau củ và các sản phẩm từ sữa. Lựa chọn mỗi loại thực phẩm một lượng nhỏ để cân bằng dinh dưỡng. Loại thực phẩm thứ 6 nên tránh xa buổi sáng đó chính là sinh tố, cà phê đóng chai. Các loại sinh tố, cà phê đóng chai bán sẵn tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị thường chứa nhiều đường, sữa nguyên kem, kem béo, chất điều vị, bảo quản. Do đó nếu muốn uống sinh tố, cà phê vào bữa sáng, tốt nhất bạn nên chuẩn bị tại nhà. Cuối cùng là những loại thực phẩm dạng thanh năng lượng.
Những người bận rộn thường tranh thủ ăn một thanh năng lượng trên đường đi làm. Tuy nhiên, loại đồ ăn này thường có rất nhiều đường và chất hóa học, khiến bạn cảm thấy hụt năng lượng vào giữa buổi. Trên đây là những thực phẩm được bác sĩ khuyến cáo là không nên dùng cho bữa sáng bởi sẽ gây hại cho dạ dày và gan thận. Vậy ngoài việc hạn chế và tránh xa những thực phẩm đó ra, thì bữa sáng nên ăn những thực phẩm nào mới là tốt nhất? Những loại thực phẩm sống ăn vui gợi ý tiếp ngay sau đây sẽ là lựa chọn giúp quý vị có một bữa sáng bổ dưỡng và tràn đầy năng lượng. Mời quý vị cùng đón xem! Thực phẩm đầu tiên sống ăn vui khuyên bạn nên dùng cho bữa sáng của mình chính là trứng. Ăn 3 quả trứng sẽ cung cấp khoảng 20g protein chất lượng cao. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, ăn trứng vào bữa sáng làm tăng cảm giác sung mãn, giảm calo vào bữa ăn tiếp theo, giúp duy trì lượng đường trong máu và mức insulin ổn định. Insulin là hormone làm giảm được nồng độ glucose trong máu. Ngoài ra, lòng đỏ trứng có chứa các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Trứng cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, một chất dinh dưỡng rất quan trọng đối với sức khỏe cho não và gan. Tuy có hàm lượng cholesterol cao, nhưng trứng không làm tăng mức cholesterol trong tất cả các trường hợp. Thực tế, ăn nhiều trứng có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim bằng cách thay đổi hình dạng của cholesterol xấu, nguyên nhân gây xơ vữa động mạch và bệnh tim. Tăng cholesterol tốt giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tai biến mạch máu não và cải thiện độ nhạy insulin. Một loại đồ ăn được khá nhiều chị em yêu thích cũng rất thích hợp dành cho bữa sáng, đó chính là sữa chua. Sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác có thể giúp kiểm soát cân nặng, đồng thời giúp làm tăng cảm xúc, thúc đẩy sự viên mãn trong một ngày hoạt động. Chất axit linoleic liên hợp CLA có trong sữa chua có thể làm tăng sự mất chất béo và giảm nguy cơ ung thư vú. Một số loại sữa chua còn là nguồn cung cấp men vi sinh rất tốt, giúp đường ruột khỏe mạnh. Hãy chọn loại sữa chua có chứa probiotics. Tiếp theo là một loại đồ uống dành cho những ai cần sự tỉnh táo và tập trung, đó chính là cà phê. Cà phê là thuốc uống tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới, mang lại sự tỉnh táo giúp chúng ta cải thiện tâm trạng. Loại thuốc uống này được chứng minh là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Một nghiên cứu chỉ ra 100mg cà phê mỗi ngày có thể giúp đốt cháy thêm 79-150 calo trong khoảng thời gian 24 giờ. Bên cạnh đó, cà phê cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào thành mạch máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và gan. Bạn có thể cân nhắc uống 38-400mg mỗi ngày, tương ứng với khoảng 0,3-4 tách. Loại thực phẩm thứ tư đang trở thành xu hướng ăn sáng của rất nhiều người hiện nay, đó chính là bột yến mạch. Bột yến mạch chứa chất xơ beta-glucan, mang nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt giúp giảm cholesterol. Ngoài ra, nó còn chứa beta-glucan, chất xơ nhớt giúp thúc đẩy cảm giác no. Yến mạch cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các axit béo cần thiết cho cơ thể. Những chất chống oxy hóa này có thể giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm huyết áp. Một chén bột yến mạch nấu chín chứa khoảng 6g protein. Để tăng hàm lượng protein của bữa sáng với bột yến mạch, thay vì dùng nước, bạn hãy dùng sữa để pha chế, ăn kèm với trứng hoặc một miếng phô mai. Loại thực phẩm thứ 5 rất tốt nếu ăn vào buổi sáng, đó là hạt chia. Hạt chia rất bổ dưỡng và cũng là một trong những nguồn chất xơ tốt nhất. 28g hạt chia cung cấp 11g chất xơ. Hơn nữa, một phần chất xơ trong hạt chia là chất xơ nhớt, dễ hấp thụ nước, làm tăng khối lượng thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa và mang lại cảm giác no nhiều hơn. Một nghiên cứu khác đưa ra kết luận, những người mắc bệnh tiểu đường ăn hạt chia trong 12 tuần đã giảm được cơn đói, đồng thời giúp cải thiện lượng đường trong máu cũng như huyết áp. Hạt chia cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, chúng bảo vệ các tế bào khỏi các phân tử không ổn định, được gọi là các gốc tự do tạo ra trong quá trình trao đổi chất. Trong một nghiên cứu khác của những người mắc bệnh tiểu đường, hạt chia đã làm giảm chỉ số viêm CRP xuống 40%. CRP cao là một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim. Tuy nhiên, một khẩu phần hạt chia cung cấp khoảng 4g protein, hơi ít cho bữa sáng. Bạn nên ăn hạt chia cùng với chiếc bánh ngọt hay món trứng ốp la kèm sandwich. Nếu bạn thích ăn trái cây vào bữa sáng thì những loại quả mọng sẽ là sự lựa chọn vô cùng phù hợp. Việt quất, dâu tây và mâm xôi có hàm lượng đường thấp hơn so với hầu hết các loại trái cây nhưng lại hơn về chất xơ.
Những loại quả mọng này cũng chứa chất chống oxy hóa được gọi là anthocyanin, giúp bảo vệ tim và giúp tuổi thọ của bạn kéo dài hơn. Còn nếu bạn đang loay hoay không biết chọn đồ uống gì cho bữa sáng, thì trà xanh có thể là một gợi ý tuyệt vời. Trà xanh được coi là một trong những thức uống lành mạnh nhất trên hành tinh. Nó chứa caffeine, 35-70mg caffeine mỗi cốc, giúp cải thiện sự tỉnh táo và tâm trạng, tăng tỷ lệ trao đổi chất cho cơ thể. Trà xanh đặc biệt hữu ích đối với người bệnh tiểu đường. Một đánh giá 17 nghiên cứu cho thấy rằng, người uống trà xanh đã giảm lượng đường trong máu và mức insulin. Nó cũng chứa một chất chống oxy hóa được gọi là EGCG, có thể bảo vệ não, hệ thần kinh và tim khỏi tổn thương. Tương tự như hạt chia, hạt lanh cũng được khuyến khích sử dụng cho bữa sáng bởi thành phần giàu chất xơ của nó. Hạt lanh giàu chất xơ nhớt giúp bạn cảm thấy no trong vài giờ sau khi ăn. Hai muỗng canh hạt lanh xay có chứa 3 gram protein và 4 gram chất xơ. Hạt lanh cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu cũng như chống ung thư vú. Hãy thêm hạt lanh vào sữa chua, phô mai tươi hoặc sinh tố để tăng lượng chất xơ và chất chống oxy hóa trong bữa sáng của bạn. Loại thực phẩm thứ 9 sẽ dành cho những ai thích ăn thứ gì đó béo ngậy một chút, đó chính là phô mai tươi. Phô mai tươi có hàm lượng protein cao, làm tăng sự trao đổi chất, cảm giác no và làm giảm hormone đói, ghrelin. Phô mai tươi đã được chứng minh có tác dụng làm đầy và giúp thỏa mãn như trứng. Phô mai tươi đầy chất béo cũng chứa axit linoleic liên hợp, có thể thúc đẩy giảm cân. Một chén phô mai tươi cung cấp 25 gram protein. Bên cạnh việc chú ý xem nên ăn và không nên ăn gì vào buổi sáng, thì bạn cũng nên chú trọng đến thời điểm ăn sáng để cơ thể kịp thời hấp thu những dưỡng chất có lợi nhất từ thực phẩm. Vậy ăn sáng vào lúc nào là tốt nhất? Câu trả lời dành cho quý vị sẽ có ngay sau đây. Các nghiên cứu y khoa cho thấy, khung giờ từ 7 đến 8 giờ sáng là thời gian thích hợp nhất, bởi vì khi sự thèm ăn tự nhiên của cơ thể biểu hiện rất rõ ở thời gian này, nếu bạn ăn, hiệu quả tiêu hóa sẽ ở mức tốt nhất. Bữa sáng và trưa tốt nhất nên cách nhau từ 4 đến 5 tiếng. Nếu ăn sáng quá sớm thì bạn nên ăn số lượng nhiều hơn một chút so với ăn đúng giờ. Hoặc sau đó bạn nên ăn bữa trưa sớm hơn để đảm bảo rằng hai bữa không cách xa nhau để khiến bạn bị đói. Một bữa ăn sáng sẽ quyết định mức độ dễ chịu trong cả ngày sau đó. Vì vậy hãy nhắc nhở nhau rằng bữa sáng đặc biệt quan trọng, hãy ăn uống đúng cách. Ngoài ra quý vị tuyệt đối không được bỏ bữa sáng. Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc tế, hơn 1/4 người trên thế giới thường xuyên bỏ bữa ăn sáng. Nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, thói quen ăn sáng hình thành từ khi còn nhỏ tuổi và thói quen này sẽ kéo dài cho đến cuối đời. Trẻ thường xuyên bỏ bữa sáng thì sau này lớn lên cũng thường xuyên bỏ bữa. Thiếu bữa ăn sáng sẽ khiến lượng vitamin và khoáng chất bị thiếu trầm trọng, đặc biệt là chất sắt và calcium, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Như vậy, ăn sáng là một thói quen tốt và cần được duy trì đều đặn trong suốt cả cuộc đời. Ăn sáng đúng cách từ việc chọn lựa thực phẩm, thời gian sẽ giúp bạn có một bữa sáng chất lượng, là tiền đề để bắt đầu một ngày mới hoàn hảo. Hy vọng với những chia sẻ của Sống An Vui sẽ giúp quý vị có được một bữa sáng dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.